Chào mừng quý vị đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái dòng máy khoan của hãng DCA có mã là ADZZ03-13. Đây là một cái dòng máy khoan dùng pin 2V mới của hãng nha anh em. Nó có lực xoắn tới 120 Nm, rất là mạnh. Có thể nói trong cái phân khúc máy khoan DCA thì đây là con mạnh nhất trong cái phân khúc luôn. Giá bên cửa hàng mình đang bán cái con này là 2.830.000. Pin nó là pin 4A, pin 2V 4A nha anh em, và cục sạc nó sạc 2A mà sạc trong vòng 2 giờ đồng hồ là nó sẽ đầy. Đó. Thì như mình đã nói anh em á, đây là cái dòng mà nó thiết kế cái lực xoắn nó mạnh nên dùng cái tay dài nè, cái tay kìm nó rất là dài để chúng ta kìm được cái lực của cái máy khoan này nha. Dòng này hôm trước mình đã có giới thiệu rồi cho anh em. Trong này thì trọng lượng nặng là 2,2 kg, khả năng khoan sắt được 13 nè, khoan gỗ được tới 45 nha anh em, khoan tường được 13 luôn. Đó là về thông số của nó. Nha, cái lực búa là 32.000, tốc độ quay là 502.000. Đó, lực nhịp búa là 32.000 ha. Rồi. Đó là về thông số. Ồ, rất mạnh, giá khá rẻ. 2830. À, nhìn cái máy này thấy ghiền cái thôi. DCA đựng trong cái thùng này rất là cứng nha. Cứng cáp cực kỳ luôn á. Đó. Em thấy nha. Đây. Pin 2V thế hệ mới. À, tích hợp cái cục sạc thông minh nha anh em, cắm cục sạc vô là nó nhận diện cục pin ở nóng bao nhiêu độ để nó điều tiết cái dòng sạc cho nó bền hơn pin ha, tuổi thọ pin nó bền hơn. Rồi đây là cái máy nè, động cơ không than, đầu kẹp bằng nhựa, cái đầu này nó gài nó hơi đặc biệt một chút, chút xíu mình sẽ chỉ anh em chờ một chút. Rồi động cơ không than nằm ở đây. Đó, về hình dáng bên ngoài nè, ba chức năng ha, khoan bắn vít và khoan búa. Nó sẽ có 22 cấp trượt dùng để bắn vít, một cấp khoan và một cấp khoan búa, hai tốc độ số 1 và số 2 nằm ở đây. Đó. Nó làm thiết kế cái cụm này cứng cáp ha. Đây là cao su nè, cao su nè, khi mà nó rớt thì cái độ đàn hồi nó cũng có ha, nhưng mà rớt cao quá mạnh quá đúng thế thì nó cũng đi rồi nha anh em, chứ nó bảo vệ phần nào đó thôi. Ở phía đây nguyên viên này cao su nè nha, đó cao su rất là đẹp. Ôi đẹp cực kỳ luôn nha. Và đây là pin này. Đó. Số 1, số 2. Khoan búa này. Điều tóc ha. Đó. Cái vấn đề nằm ở cái đầu nè, khi chúng ta xài vô anh em siết nè, đâu có ăn đâu. Mà anh em muốn siết vô á thì anh em phải để cho chế độ quay ra. Đó, cho cái motor này quay ra thì người ta mới siết vô được nè. Đó, nhắc lại một cái nè. Đó. Ta siết vô nè. Đó, thả ra ha. Là nó lóc rồi nè. Ok ha, nó lóc rồi đó. Nha. Rồi khi mà mở ra thì chúng ta xoay gì nó quay vòng tròn thấy chưa? Đó, chúng ta phải chuyển sang cái chế độ mà để chế độ mà đây nè, chuyển sang một cái chế độ để nó mới mở ra được. Ok ha. Rồi ta siết vô thử lần nữa cho anh em xem nè, siết vô nè. Đó, siết vô này nó đâu quay đâu, nó trượt nè. Em lưu ý giùm ha, mở ra siết vô đó, nó quay nè. Rồi vô ha, đó nó trượt rồi. Đó, đầu kẹp 13mm nha. Rồi rất là đẹp nha, chút xíu mình sẽ bung ra cho anh em xem. Khoan băng vít, khoan búa. Dòng này thì mình sẽ thử xem coi nó này là dùng trượt rồi. Bắn dít nè. Nha. Wow, mạnh. Okay, ha. Wow. Quá đẹp. 2.830.000. Đối với cái dòng này nha anh em. 2830. Cục sạc nó là cái dòng ra là 20V 23 nha, sạc cho pin 4A trong vòng 2 giờ đồng hồ là đầy. Nói về phân khúc thì con này là mạnh nhất của DCA rồi nè, mạnh nhất luôn. Đó. Và nó trang bị ra một cái tay cầm rất là to. Nha, tay cầm nó móc đây nè. À, thiết kế cầm này nó móc cho đây nè. Nó to vậy để chúng ta mới chịu được cái lực xoắn, cái lực mà lực moment của nó nha, khi mà chúng ta khoan cái gì mà gỗ mà nó bị giặt á thì nên kèm những cái này vô nha. Nó mới ok được. Rồi.
ha. Máy được trang bị chúng ta là đầy đủ đây, một máy 2 pin, một sạc pin 4A, nằm trong cái thùng nó sẽ có những cái ngăn đầy đủ luôn. 2.830.000. Đó là về cái bộ máy này. Đó. DSA. Thì đây là cái con trưng bày của mình đây. Trưng bày ha, trưng bày mấy hôm nay. Cái tiếng máy nó giặt là bình thường anh em ha. Đó, giống như chúng ta mở ra nè. Đây, mở ra. Rồi là siết vô nè. Đó, chúng ta xoay nó quay nè. Nhưng thôi chuyển cái đầu đi ha. Đó. Chuyển nó mở ra thì nó mới lắc ra được nè. Chúng ta ha. Đó, chúng ta muốn mở ra thì đây. Ok ha. Ngược lại. Vậy thôi. Động cơ không than rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ bung con này ra cho anh em xem. Mình làm mà làm ở trên cái con trưng bày nha. Con trưng bày nha mấy anh em. Nhiều lúc anh em mua hỏi cam kết là những cái máy nó chưa bung thì đúng là bán anh em rồi, máy chưa bung rồi mình bung cái con là cái con mà trưng bày đây khi mà review giới thiệu. Chứ mà bởi vì nhiều lúc mà mình làm review mà ngại nhất là gì, để tháo máy ra. Mỗi lần mà tháo cái máy gì ra cái anh em mua hàng cái hay có một cái suy nghĩ là giao cái máy đó. À, mình ngại vấn đề mà tháo cái máy nó ra lắm. Nhiều anh em mới mua hàng cam kết máy nó chưa bung thì đứt, tất nhiên là mình cam kết máy chưa bung rồi. Nhưng mà đặt thêm cái câu hỏi đó mình cảm thấy chưa đủ tin tưởng lắm ha. Nhiều anh em chưa đủ tin tưởng lắm. Như vậy bên mình thì ít ít khi nào mà mình lúc này mình anh em thấy mình đâu thấy bung máy đâu. À, không thấy bung nữa. À, thì lâu lâu thì cái con này nó đặc biệt quá nè, con này mới quá nè. À, mình cũng đang thắc mắc ở trong rồi sẽ khui ra cái bên trong nó như thế nào. À, anh em cùng xem nha. Rồi. Rồi, bây giờ mình bung ha. Đây, em xem mình tháo từng con ốc luôn cho nó dễ ha. Nắp này nó mở giống như Milwaukee vậy nè. Mở cái nắp vào trước ha. Rồi cái nắp này như thế nào đây. Xem từng chi tiết ha. Đó. Giống như Milwaukee ha. Mở cái nắp vào trước nè. Bạn ở đây. Rồi, tiếp theo những cái kia. Ok ha. Em sợ chốt lấy con vít dài hơn nữa xài cái này mới được. Rồi hết. Rồi đây. Đây là về cái mặt bên trong nè anh em. Này bằng nhôm ha. À, cái chỗ đóng chữ DSA đây luôn nha. Đây là DSA nè anh em. À, có số của hãng luôn nè. Có cái mã luôn nè. Nha. DCZZ03-13. À, nó có cái mã trên cái này luôn. Ở trên đây tất nhiên là nó đúc hết rồi. À, đây là công tắc. Chế độ gạt thì sao đây? Ok ha. Chế độ gạt thì... cái cân này to. Cái con Milwaukee chứ đâu gạt, cái cần nó nhỏ xíu anh em, cần này to hơn chút nè, cũng thiết kế cũng bằng nhựa thôi nha. Công tắc thì điều tốc đây rồi, mình thấy công tắc thì cũng bình thường ha, chứ nó đây, ở dưới đây thì nó sẽ có một cái tụ đi quá trời to luôn nè, anh thấy không. Rồi đây gắn thêm cái đây, có cái tụ nữa nè. Rồi đây mạch đẹp. Đẹp quá trời. Rồi DCA đây nó có đóng dấu như thế nè, DCA nè.
210225D, ha, nó có cái mã 03-13E. Nó cứng quá, ai cứng quá. Rồi đây. Rotor. Rotor là cái nó quay vòng vòng ha. Nhông. Không, làm đẹp cực kỳ luôn anh em ạ. Đây thì nó có những cái khoang lỗ này, mình nghĩ chắc nó định tâm á nè, nó trong quá trình mà nó sản xuất ra nó sẽ bỏ lên cái máy, nó khoang, nó giống như nó cân á, giống như là anh em cứ nghĩ giống như cái bánh xe mà chúng ta hay có những cái miếng chì nó cân á, thì cái này như vậy, ví dụ chúng ta khoang chỗ nào nó đồng tâm nha. Đó là có ba cái lỗ nó gì nè nha, chứ nó không đồng nhất là nó lỗ nó bố trí hơi khác biệt ha. Nhông này rất là to. Rồi. Rồi, starter là cái đứng im. Những cái này nó là dây đồng rồi ha, khỏi phải cạo ra thì mất công. Nha anh em, mạch đây. Thông thường mấy cái này nếu mà có cháy mạch gì đó thì chúng ta thay thôi. Rồi cháy này thì chúng ta gỡ thay mạch thôi, chắc hẳn nó có bán, có đầy đủ hết. À, còn dưới mạch ở đây thì nếu mà thay thì cũng thay cái này thôi. Công tắc hư thì thay được thôi. Công tắc hư thì chúng ta xả ra thay thôi. Khoan, công tắc hư nó có ba cái dắt. Ta phải gỡ trong đây ra nè, tắc hư phải gỡ trong đây ra nè. Nha. Cái dòng Milwaukee với anh em công tắc mà nó hư là anh em thay luôn nguyên nguyên bộ nha. Đây. Ruột ra thì mở ra mình nghiên cứu vậy thôi anh em á, rất đẹp nha, cái dòng này hãng làm đẹp cực kỳ luôn. Nhưng tất nhiên thì nó sẽ không thể bằng những con Milwaukee hoặc Dewar rồi, giá nó đâu bằng đâu anh em. Phải cầm búa nè, ở trong đây thì nó nguyên cái nhông à. Cầm này mình không có tháo ra ha, tháo ra trong thì nó cũng như bánh răng không thôi, đâu gì đâu. Cầm mình khá là nặng. Cái bánh răng thiết kế khá rất là to nha anh em, để những cái dấu mấu răng này nè anh em thấy không đó, những cái răng ở trong to, tại những cái dòng khác nó có những cái răng mà nó mịn hơn anh em lưu ý ha, cái răng nó mịn hơn, răng to thì nó chịu lực tốt hơn đó. Nhưng mà nó sẽ ồn hơn một chút, giống như cái máy mài chúng ta vậy đó, chúng ta sử dụng cái hệ răng nhuyễn thì nó mịn hơn, nó êm hơn, còn răng to thì tất nhiên là nó sẽ ồn hơn rồi. Rồi ok, cái mờ tờ tháo rồi chỉ có nhiêu đây thôi anh em á, có nhiêu đây thôi, hết rồi đó nha. Rồi anh em nhu cầu mua thì liên hệ, nguyên bộ thì giá chỉ có 2.830.000 thôi, một máy hai pin một sạc, còn cái trong ruột nó thì nó quá đẹp rồi, từ rotor đến tator ha, mặt biết rồi nó làm cũng chuẩn hết. Đồ này nằm trong đây. Đó, nằm khớp vậy nè. Rồi ok anh em nha. Anh em chỉ còn mua thì liên hệ số điện thoại dưới. Giá tại cửa hàng chưa mua còn ship nha. Một nửa các bạn xin chào và hẹn gặp lại.